Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng giải các câu hỏi của đề thi MOS dựa trên các câu hỏi trong phần project số 7 đề số 1 MOS Excel 2016 Specialist. Thì hướng giải câu hỏi thì nó vẫn như các cái video trước về giải câu hỏi thôi, tức là chúng ta sẽ bắt đầu từ cái phần tổng quan overview này, người ta sẽ đưa ra tình huống cho chúng ta. Thì trong phần tình huống ở đây có tên là Fusion Tomo, chắc là tên một cái gì đấy, các bạn thấy là You are the HR Director for Fusion Tomo, tức là các bạn là HR Director là cái gì nhỉ? Giám đốc nhân sự của cái công ty là Fusion Tomo. The store of à cái này không phải là cái công ty mà nó là một cái gì một cái cửa hàng, đấy là một cái kho hàng đấy. Offer bonuses to employees who meet category sales goals. Tức là họ đề nghị một cái mức thưởng cho những nhân viên mà đạt được cái doanh số trong quý. You have been tasked with preparing the tables to attract the sales and bonuses. Tức là bạn có cái nhiệm vụ là phải chuẩn bị những cái bảng để chuẩn bị các cái bảng để theo dõi cái thông tin về doanh thu và thưởng. Tại ý như vậy. Tóm lại đây là một cái tình huống mà chỉ để biết tình huống thôi chứ còn cũng không hỗ trợ cho chúng ta trong nhiều trong cái việc là gì, chọn những cái chức năng như thế nào. Thế ta cứ vào cái task đầu tiên đã. Thì với cái task 1 chúng ta có là gì? Use autofill to copy the formula in cell H4 to calculate the total compensation for each employee in the bonuses table. Đấy là các bạn sẽ phải dùng chức năng autofill để mà sao chép cái công thức ở trong OH4 tới trong cái cột to calculate total compensation, tức là cái tiền mà phải trả cho cái nhân viên đó, vì người ta có thể có vấn đề gì đấy. Cho cái bảng bonuses table. Chỗ này thì thực ra nó có hai cái sheet, chứ vào sheet cũng đơn giản thôi, nhưng mà các bạn thấy là người ta không đề cập đến sheet nào cả. Và thường mình nhìn đây thì chắc cũng phải 24 ở đây rồi. Có điều ấy, nếu người ta đưa ra cho chúng ta một cái tên, một cái bảng là bonuses đây chẳng hạn, thì chúng ta có thể thử tìm đến cái bảng đấy bằng cách là nhấn mũi tên thả xuống đây, các bạn sẽ chuyển được đến cái bảng là bonuses rồi. Và tại đây các bạn thấy luôn, thực ra thì có hai sheet ra vào sheet, sheet kia không thấy thì sang sheet này thôi. Nhưng ngay trong sheet này ta thấy là rất hợp lý. Thứ nhất là đúng bảng rồi nha. Cái thứ hai là các bạn thấy là đúng cái OH4 ở đây. Thì tại OH4 thì chúng ta sẽ copy nó xuống. Thường thì có thể các bạn sẽ nhấn đúp vào đấy, sẽ enter cái thì nó sẽ tự phủ công thức trong này. Nhưng mà ở đây bài yêu cầu dùng autofill thì các bạn sẽ phải rê chuột vào góc dưới cùng phía bên tay phải. Khi con chuột nó hiện mũi tên áo phải chữ thập đen như thế này thì các bạn nhấn kéo xuống hoặc là nhấp đúp. Tôi thì cứ nhấp đúp cho nó nhanh là được. Rồi. Sau khi xong cái việc này rồi thì task số 1 hoàn thành, ta nhấn là mark complete. Cho sang cái task số 2. Task số 2 thì insert a formula, chỗ này là phải dùng công thức rồi. Into cell G4 G4. Điểm công thức nào đấy? On the employee bonuses worksheet, employee bonuses giờ để chỉ ra tên sheet rồi. That evaluates whether the amounts in the past accessories or services exceed the category. Tức là ý là chúng ta sẽ phải tính tổng những ô nào trong cái nhóm này là Parts, Accessories, Services. Đấy, ba cái này. Tính tổng ba cái này với điều kiện là những chỉ tính tổng những cái nào mà nó vượt quá, nó cao hơn so với Category Goal. Tức là cao hơn so với đây, Category Goal là 100 ngàn đô đây, tức là tính tổng những ô trong cột là Parts này, Accessories này, Services, tính tổng của những ô trong ba cái cột này, nhưng chỉ tính những ô nào mà cao hơn 100.000. Rồi. Chứ không tính tất cả. For each column that exists the curve, apply the category bonus rate. À, tức là với những cái cột mà nó vượt quá cái giá trị mà goal ở đây, tức là 100.000 ở dưới này, vượt quá giá trị này thì sẽ được nhân với category bonus, tức là nhân với à đây nhân với con số này 2% này. Cho nên phải viết công thức rồi thì ta bảng cái đã, công thức ở bảng OG4 là bảng. Bây giờ các bạn tính tổng tổng các bạn biết rồi, dùng sum, nhưng chỉ tính tổng với những ô cao hơn 100.000, bài yêu cầu như thế mà. Cho nên là rõ ràng là sum nhưng không phải sum thường mà phải là sum if. Có một điều kiện thôi, chúng ta dùng sum if chứ không phải dùng sum if s. Rồi tab cái ta sẽ có là thứ nhất là gì, range là cái khoảng cần chạy là cái khoảng từ
B4 cho đến D4. Tại vì ta đứng G4 mà, chứ khoảng cần chạy là D4. À B4 cho đến D4. Rồi. Xong cái khoảng đầu tiên, phẩy hay là chấm phẩy, các bạn nhìn thông thường máy thi cũng sẽ giống máy này thôi, bởi vì họ setup theo chuẩn thì họ dùng dấu phẩy. Ta sang tham số thứ hai, tham số thứ hai các bạn thấy nó đậm lên rồi nhé, là ta tham số thứ hai. Tham số thứ hai là điều kiện là lớn hơn 100.000. Tuy nhiên là ở đây người ta nói là gì, điều kiện exceed catalytic, nếu mà vượt quá catalytic goal thì có nghĩa là phải vượt quá ô, cái ô này, cái ô 18, cái gì đấy, B18. Rồi. Do vậy là chúng ta sẽ không, các bạn không viết cái dấu là gì, bình thường cho sẽ viết là nháy đôi này, lớn hơn, đây là vượt quá đúng không? Ok, vượt quá. Lớn hơn thì không phải cho gõ con số 100.000 vào đây, mà chúng ta sẽ phải viết như thế này. Nháy đôi, lớn hơn nháy đôi và ghép với ô. Đây, 100.000 đây. Nhưng nếu các bạn làm này xong tí nữa các bạn chú ý ta còn kéo xuống đúng không? Nếu các bạn kéo xuống thì cái ô, ví dụ kéo xuống dưới này, thì ô B18 sẽ thành B19, B20. Do vậy chỗ này phải ấn F4 để cố định B18 lại, tránh trường nó bị chạy mất. Rồi, như vậy là đã tính được ba cái ô này, nhưng mà chỉ tính tổng với những ô nào mà vượt quá con số 100.000. À, rồi sau đấy thì làm sao, nếu mà đúng rồi thì tham số cuối cùng, tham số cuối cùng là sum range, các bạn thấy tham số cũng sum range, sum range tức là vùng để tính. Tuy nhiên đây chúng ta có vùng để tính và vùng điều kiện là cùng một vùng, cho nên tham số cuối cùng không cần điền, chỗ này chúng ta đóng ngoặc luôn như thế này đủ rồi. Và với cái này thì chúng ta sẽ phải for x equals apply the category bonus sales, như vậy là chúng ta sẽ nhân thêm, cho phải nhân thêm với con số là 2% chỗ này nữa. Cho nên là cái công thức, tại tại vì là sau khi tính tổng xong những cái nào vượt trên 100.000 thì chúng ta sẽ nhân thêm với con số thưởng, phần trăm thưởng để tính thưởng mà. Đó. Cho nên chỗ ta sẽ viết là nhân. Và nhân với cái gì? Nhân với đúng cái ô này. Cái ô là bao nhiêu đấy? B17. Và vẫn phải cố định, chỗ này ấn F4 thì cố định. Cố định thì kéo xuống nó không bị chạy mất dòng 17. Rồi. Như thế là xong, ấn Enter một cái cho có được cái kết quả trả về đây. Rồi, hoàn hảo. Câu số 2 này đã hoàn thành, ta nhấn Mark Completed. Rồi ta sang cái task số 3. On the past worksheet, bây giờ thì bắt đầu đọc tên bảng rồi đấy. À, tên worksheet, remove the row, loại bỏ cái dòng containing the sales person name Alan. À, rồi. Xóa bỏ đi ông Alan này đi hả? Rồi, đơn giản mà, chuột phải đây cái nhấn delete cái bay luôn ông này. Xong rồi. Rồi, mark complete cho task số 3. Task số 2 thì rõ là lâu và dài, task số 3 là nhanh thế. Các bạn sang task số 4. On the employee bonus is worksheet. À, giờ lại quay lại cái employee bonuses. Disable the heading on the race table. Có bảng race là bảng nào? Tôi đoán là bảng dưới này. Chắc là nó. Chuẩn, đúng bảng dưới này thật. Ta phải tắt cái heading đi. Tắt heading các bạn nghĩ việc làm nào? Hay là ẩn? Không phải ẩn nha, chỗ này cẩn thận. Tắt heading có nghĩa là không nhìn thấy cái heading này, nhưng không có nghĩa là chúng ta ẩn cái dòng 15. Chúng ta sẽ phải vào thẻ design, bỏ cái dấu là header row để cho nó không hiện cái heading, cái header tức là tiêu đề đó. Đó, thì chúng ta sẽ phải disable heading bằng cách đấy, chứ không phải là ẩn cái gì ở đây đâu nha. Đó. Rồi xong task số 4. Perfect. Ta sang task số 5 nha. In the cell F4, F4 là cột này, lên dòng số 4 nào, F4 là cái này. Rồi. In the cell F4 on the password. Ui không phải, đi chết. Ở đây là pass. Ta sẽ phải sang worksheet là pass rồi. OF4 đấy. Nhưng bảo là sao bên kia trông nó có công thức gì, còn phải làm gì ở đâu. Đây cho phải vào đây mới đúng. Insert a line that graphs the train. Ta phải thêm một cái đường à. Lại that graph tức là thể hiện được dưới dạng là hình ảnh đồ thị gì đấy. The trend of sales from Jan to March. Ta phải vẽ cái đường gì trong này. Các bạn đọc cái này thì các bạn phải hiểu ý nghĩa của nó, tức là người ta muốn đề cập đến việc là vẽ, không phải các bạn là dùng chức năng là insert xong line để các bạn vẽ trong đấy đâu, mà các bạn insert thì đúng nhưng không phải line, mà các bạn sẽ phải dùng cái gọi là sparkline. Thì các bạn sẽ thấy cái nhóm là sparkline ở chỗ này, chúng ta sẽ phải thêm cái sparkline dạng line vào cái ô là F4 này, rồi cho cái vùng dữ liệu là
từ tháng 1 đến tháng 3 đấy, thì tháng 1 đến tháng 3 ở đây. Thì thực ra các bạn đứng ở đây làm cũng được, hoặc là các bạn chọn luôn tháng 1 tháng 3 cũng được. Ví dụ như tôi chọn luôn tháng 1 tháng 3 ở đây. Sau tôi sẽ thêm cái spark line dạng line, dạng đường mà. Rồi, thì các bạn sẽ thấy là gì, do tôi chọn đúng phần dữ liệu cho nó nhận luôn là data range là từ B4 cho đến D4 luôn. Rồi, và trả cái giá trị vào trong, tức là trả cái biểu đồ đấy, trả cái spark line này vào đúng ổ F4, thì ta đứng vào phần location range và kích vào F4. Nhấn OK cái xong, vậy là cái đường nó đã hiển thị như thế này. Câu số 5 hoàn chỉnh, mark completed. Và như vậy ta đã hoàn thành toàn bộ cái project số 7. Giờ tôi nhấn thử cái nút là Great Project, hy vọng là xong. Hoàn hảo, chúng ta đã đáp ứng được tất cả các câu hỏi ở trên này. Và như vậy là sao nhỉ? Chúng ta đã xong hoàn thành cái project số 7 với tất cả câu hỏi đều đúng. Nếu các bạn có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thêm thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo các thông tin đang có ở trên này nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.